Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo nữ Đức với nữ Đan Mạch 2 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2022, UEFA Women Euro England 2022. Đức đã vô địch Euro nữ 6 lần liên tiếp trước khi họ dừng chân tại tứ kết kỳ Euro 2017. Sau 5 năm, Đức tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch lớn nhất dù phải chạm trán Tây Ban Nha, Phần Lan và Đan Mạch ở vòng bảng. Phong độ của diện National EL5 trận gần đây khá trái chiều với 2 thắng và để 3 thua. Mới nhất, các cô gái của huấn luyện viên Martina Avostek-Lenbert đã dễ dàng vùi dập Thụy Sĩ với tỷ số 7-0 trong trận giao hữu trước thềm Euro, trong đó Clara Bue lập một hat-trick. Về phần mình, nữ Đan Mạch đã có cơ hội vô địch Euro lần đầu tiên vào năm 2017 nhưng đã để thua đội chủ nhà Hà Lan với tỷ số 2-4 trong trận chung kết. Do đó, họ sẽ phải chuẩn bị nhiều hơn để cố gắng đặt chân vào trận đấu cuối cùng tại giải đấu năm nay. Việc bị xếp chung bảng với Đức và Tây Ban Nha, những đội đang thuộc top 7 bảng xếp hạng FIFA sẽ là thử thách rất lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Lars Søndergaard. Trước đó, Đan Mạch đã có 3 trận đấu giao hữu và đã lần lượt đánh bại Brazil lẫn Áo, trước khi để thua Na Uy để bị cắt đứt mất mạch 4 trận thắng liên tiếp. Dù vậy, họ vẫn có thể thấy tự tin khi đều ghi bàn ở các trận đấu gần đây. Trong số 7 cuộc đối đầu giữa hai đội thì đáng chú ý là đều thi đấu trên sân trung lập, trong đó thành tích mà mỗi bên nhận được đều cân bằng nhau với 3 thắng, 3 thua và 1 hòa. Trong đó, Đan Mạch chỉ thua Đức 1/5 trận gần nhất. Qua đó có thể thấy, nữ Đan Mạch là đối thủ mà Đức khá dè chừng mỗi khi có dịp chạm trán. Dù vậy, nhiều người vẫn đặt rất nhiều niềm tin vào khả năng chiến thắng của Đức dựa vào tư cách là đội từng 6 lần đăng quang Euro. Về mặt đầu tư, Đức chỉ để thua 3/9 kèo trên mọi đấu trường, trong khi Đan Mạch ngược lại với 6/9 kèo thua. Nhìn chung, nữ Đức với nữ Đan Mạch đều sở hữu các cầu thủ chất lượng và có nét tương đồng nhau. Tuy nhiên với phong độ khá thất thường như hiện tại, với kèo châu Á nữ Đức chấp 0.75, anh em nên cân nhắc kèo dưới. Chốt kèo châu Á, nữ Đan Mạch được chấp 0.75 full time. Trong 7 lần gặp mặt kể trên đã có 4 trận khép lại là nhiều hơn 3 pha lập công. Hơn nữa, Đức vừa qua cũng chứng kiến 4 trận liên tiếp có nhiều bàn thắng, mới nhất là thắng lợi 7-0 trước Thụy Sĩ. Về mình, Đan Mạch cũng có 3 trận khởi động trước Euro có chung tỷ số 2-1. Đánh giá về mặt ghi bàn, Đức dĩ nhiên sẽ dựa vào tuyển thủ đang khoác áo Bayern Munich là Clara Bue, người vừa lập hat-trick trong trận gặp Thụy Sĩ. Ở chiều ngược lại, tay săn bàn của Đan Mạch là Benin Hader, chân sút đang chơi cho Chelsea và là trụ cột trên hàng công của đội tuyển này. Với kèo tài xỉu 2.75, anh em nên cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu 2.75 chọn tài full time. Chốt kèo, kèo châu Á, nữ Đan Mạch được chấp 0.75 full time. Kèo châu Âu, nữ Đan Mạch thắng. Kèo tài xỉu 2.75 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số, nữ Đức 1, nữ Đan Mạch 2. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.